Phú Khánh cùng với Cẩm Tú mến chào quý vị đang đến với chương trình Tây Ninh Ngày Mới của Đài Phát Thanh và Truyền hình Tây Ninh. Chúc quý khán giả khởi động ngày làm việc hiệu quả và nhiều năng lượng tích cực. Còn bây giờ mời quý vị cùng chúng tôi cập nhật toàn cảnh ngày mới sáng nay. Kính thưa quý vị, hướng tới kỷ niệm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước 30 tháng 4 năm 1975, 30 tháng 4 năm 2024, dự kiến vào tối ngày 30 tháng 3 tới đây, tỉnh Tây Ninh phối hợp với Báo Nhân dân tổ chức chương trình nghệ thuật Tây Ninh kiêu hãnh tự hào. Chương trình sẽ khắc họa phẩm chất cao quý của người cộng sản hết mình với sự nghiệp cách mạng với nhân dân, đồng thời giới thiệu các di sản văn hóa đặc trưng của Tây Ninh thông qua màn dân vũ, sử dụng công nghệ mapping và giới thiệu các địa điểm nổi tiếng của Tây Ninh. Đặc biệt, tại chương trình sẽ diễn ra tiết mục pháo hoa, nghệ thuật tầm cao đẹp mắt. Chương trình sẽ được tổ chức tại quảng trường Ga Đi Cáp Treo, khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen, truyền hình trực tiếp trên kênh truyền hình Nhân dân, Đài truyền hình Việt Nam, Đài phát thanh và truyền hình Tây Ninh và một số đài truyền hình trên cả nước. Mới đây, tại buổi làm việc, lãnh đạo Báo Nhân dân và Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh cũng đã trao đổi, thống nhất một số nội dung liên quan để chương trình mang lại hiệu quả cao nhất. Thưa quý vị, với định hướng mở rộng đầu tư xây dựng cơ sở an toàn dịch bệnh hướng đến xuất khẩu, công ty trách nhiệm hữu hạn QNL Việt Nam Across Resources bày tỏ mong muốn xây dựng thêm một trại nuôi gà đẻ ở Tây Ninh. Xây dựng trại nuôi gà đẻ tại xã Mỏ Công, huyện Tân Biên. Tổng đàn 1 triệu con gà đẻ, sản lượng 850.000 trứng một ngày. Hiện nay, công ty đã thành lập trại thứ hai tại xã Thạnh Bình, huyện Tân Biên và đi vào hoạt động với công suất và sản lượng trứng bằng trại 1. Theo kế hoạch sản xuất, công ty mong muốn được tiếp tục đầu tư xây dựng trại thứ ba trên địa bàn tỉnh Tây Ninh để chuyên xuất khẩu trứng cho các thị trường Singapore, Hàn Quốc, Nhật Bản. Lãnh đạo công ty và Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Tây Ninh đã có buổi làm việc trao đổi cụ thể các nội dung. Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Tây Ninh cho biết sẵn sàng tạo mọi điều kiện thuận lợi để công ty sớm đạt được mục tiêu và phát triển bền vững. Hiện nay, tình hình tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh diễn biến phức tạp khó lường, liên tục xuất hiện nhiều thủ đoạn mới tinh vi khó phát hiện. Mặc dù các đơn vị chức năng liên tục tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức, cảnh báo để người dân nắm bắt, nâng cao cảnh giác, tuy nhiên, số vụ số người bị lừa đảo trên không gian mạng vẫn liên tục tăng. Điển hình, một trường hợp bị lừa làm thành viên trang thương mại điện tử, làm các nhiệm vụ do công ty đặt ra để được nhận tiền gốc và hoa hồng. Sau nhiều lần chuyển nhận tiền, bị hại được yêu cầu chuyển thêm nhiều lần để nhận hoa hồng, nhưng thực tế không nhận lại được tiền. Số tiền bị lừa hơn 2,4 tỷ đồng. Người dân cần lưu ý các cơ quan công an, viện kiểm sát, tòa án nếu làm việc với người dân sẽ có giấy mời, giấy triệu tập và làm việc trực tiếp tại các trụ sở cơ quan, không làm việc qua điện thoại, qua mạng xã hội. Tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, số điện thoại, địa chỉ nhà ở, đặc biệt không nghe lời của các đối tượng chuyển tiền vào các tài khoản được chỉ định. Thưa quý vị và các bạn, theo Tổng cục Thống kê, 2 tháng đầu năm nay, tổng vốn FDI đăng ký vào nước ta đạt hơn 4,29 tỷ đô la Mỹ, tăng hơn 38% so với năm 2023. Riêng tổng vốn đầu tư đăng ký mới thì tăng gấp đôi so với cùng kỳ và làn sóng vốn từ đầu tư trực tiếp nước ngoài đã kéo theo nhu cầu tuyển dụng tăng và những tín hiệu tích cực từ thị trường lao động. Hiện Việt Nam được các nhà đầu tư quốc tế đánh giá là điểm đến hấp dẫn, an toàn và đang đón làn sóng đầu tư, đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ, điện tử, sản xuất linh kiện bán dẫn. Song nhiều công ty đang gặp khó khăn khi số lượng lao động có tay nghề tại Việt Nam chưa đáp ứng được. Kế hoạch năm 2024, chủ trương của tập đoàn dự kiến tuyển thêm nhân lực lao động từ 73.000 lên đến 100.000 lao động tại Việt Nam. Vì là tập đoàn có công nghệ kỹ thuật cao nên nguồn lao động tuyển dụng phải là công nhân có trình độ kỹ thuật và bao gồm cả đội ngũ kỹ sư cũng như nhân viên có trình độ chuyên môn tốt. Riêng tại Bắc Ninh, ngay những tháng đầu năm, nhiều doanh nghiệp tiếp tục mở rộng sản xuất. Các công ty đã đăng ký điều chỉnh tăng số vốn hơn 700 triệu đô la Mỹ và sau quý 1 sẽ hơn 1 tỷ đô la Mỹ. Ước tính với số vốn đầu tư này, các doanh nghiệp sẽ gia tăng tuyển dụng lao động mới. Tuyển chọn ấy, thì cũng có cái sự cạnh tranh giữa các tỉnh, tại vì hiện nay thì trong các tỉnh thì là
cũng thành lập rất là nhiều cái khu công nghiệp, cụm công nghiệp và có cái những cái doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài của các tỉnh cũng là có cái nhu cầu sử dụng lao động cũng tương đối cao. Theo Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, dự báo thị trường lao động trong quý 1 năm nay có nhiều tín hiệu khởi sắc với khoảng 51,7 triệu người có việc làm, tăng 217.000 người so với quý trước. Trong số mà gần 120.000 doanh nghiệp mà doanh nghiệp có nhu cầu lớn lao động ấy, là chúng tôi nắm bắt được thì cái nhu cầu tổng cái nhu cầu tuyển dụng trong năm nay là hơn 1 triệu lao động. Và trong cái tổng số nhu cầu này được phân ra theo các ngành thì trong đó là có ngành công nghiệp, xây dựng thì cái này chiếm cỡ khoảng trên 35%. Có thể thấy, việc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh đã tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hoạt động, đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế và mở ra cánh cửa việc làm cho các lao động tại địa phương. Bộ Giáo dục và Đào tạo mới đây đã công bố danh mục các chứng chỉ ngoại cử được sử dụng để miễn thi bài thi ngoại cử trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông hàng năm, áp dụng từ năm 2024. Năm nay, ngoài chứng chỉ IELTS và TOEFL, thí sinh có chứng chỉ B1, TOEIC 4 kỹ năng, Aptitude and Skill, Business English International Certificates, Level 2 và chứng chỉ bậc 3, theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam, VSTEP, sẽ được tính 10 điểm tiếng Anh và miễn thi tốt nghiệp môn ngoại ngữ. Với 5 môn ngoại ngữ còn lại là tiếng Nga, Pháp, Trung Quốc, Đức, Nhật và các chứng chỉ dùng để miễn thi tương tự năm ngoái. Ngoài ra, thí sinh là thành viên đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế môn ngoại ngữ, theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, cũng được miễn thi ngoại ngữ. Bộ Giáo dục và Đào tạo dự kiến tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 vào cuối tháng 6. Theo thông tin từ Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, nhằm chia sẻ khó khăn với phụ huynh học sinh, năm học 2024-2025, đơn vị này sẽ giảm giá sách giáo khoa của lớp 1 đến lớp 12. Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam chưa công bố giá sách, song dự kiến mức giảm khoảng 10-24%. Các bộ sách theo chương trình mới hiện có giá khoảng 230.000-390.000 đồng, thường chưa kèm sách tiếng Anh. Theo luật giá sửa đổi, kể từ ngày 1 tháng 7 năm nay, sách giáo khoa sẽ do nhà nước định giá. Tại phiên giám sát chuyên đề của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về đổi mới chương trình sách giáo khoa phổ thông hồi tháng 8 năm 2023, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cũng đã đề nghị cơ quan liên quan ban hành phương hướng định giá sách giáo khoa, bảo đảm kiểm soát chặt chẽ chi phí sản xuất, tiết giảm chi phí trung gian, nghiên cứu giảm tỷ lệ chiết khấu đến mức hợp lý để giảm giá sách giáo khoa. Quý vị thân mến, tháng 3, kỳ hoa đào, hoa mận đã tàn phai, núi rừng Tây Bắc lại ngập trong sắc trắng muốt của hoa ban. Hiện tại đang là thời điểm hoa bung nở rực rỡ nhất. Hoa ban cũng là biểu tượng kiêu hãnh của đồng bào các dân tộc tỉnh Điện Biên nói riêng và Tây Bắc nói chung. Hoa biểu trưng cho sự thuần khiết trong sáng của người phụ nữ, cũng là biểu tượng cho cuộc sống hạnh phúc tình yêu. Trên khắp núi đồi, bản làng hay những cung đường Tây Bắc, hoa ban đã bung nở trắng muốt. Hoa ban mang vẻ đẹp thuần khiết với sắc trắng muốt, tinh khôi, pha lẫn nét phớt hồng. Trong tâm thức của người dân Tây Bắc, hoa ban không chỉ là một loài hoa đẹp, đây còn là biểu tượng bất diệt cho tình yêu son sắc, thủy chung của những chàng trai cô gái nơi rễu cao, gắn liền với câu chuyện về nàng ban và chàng khum. Vẻ đẹp của hoa ban khiến cho bất kỳ ai khi đến với mảnh đất Điện Biên thời điểm này không khỏi ngất ngây. Cũng bởi vậy, nhiều bạn trẻ với những bộ trang phục đặc trưng của người dân tộc Thái như áo cớm, khăn piêu đã không bỏ lỡ cơ hội để có thể lưu giữ những khoảnh khắc của thanh xuân với hoa ban trong khoảng thời gian hoa bung nở đẹp nhất. Tôi là một người con được sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Điện Biên. Và mặc dù rằng hình ảnh hoa ban quen thuộc nhưng mà đối với tôi thì hoa ban vẫn luôn có một vẻ đẹp rất là thiêng liêng. Nó gắn liền với Điện Biên và gắn với những kỷ niệm của tôi. Đấy, và cũng đặc biệt là tôi thấy năm nay ấy, thì hoa ban lại nở đúng dịp lễ hội hoa ban. Và đó cũng là cái thuận lợi để du khách ở khắp nơi đến chiêm ngưỡng hoa ban cũng như là tham dự lễ hội. Tháng 3 trong năm thì hoa ban nở trắng rừng rất là đẹp. Là một người con của Điện Biên thì em thấy hoa ban nở trắng rừng rất là đẹp. Có một vẻ đẹp tinh khôi của người con gái Thái Điện Biên. Và mỗi dịp mà tháng 3 đến thì em đều muốn chụp những ảnh để lưu lại kỷ niệm của mình đối với hoa ban. Hoa ban là loài hoa đặc trưng của tỉnh Điện Biên. Hoa bắt đầu bung nở từ khoảng trung tuần tháng 2 đến hết tháng 3 dương lịch hàng năm.
Tại Điện Biên, hoa ban phân bổ nhiều nhất tại các huyện Điện Biên Đông, Mường Trà, Tủa Chùa và thành phố Điện Biên Phủ. Sắc hoa ban tươi thắm như tô điểm thêm cho vẻ đẹp của Điện Biên vào mùa xuân. Vào mùa trung tuần tháng 3 hàng năm, Điện Biên tổ chức lễ hội hoa ban để tôn vinh vẻ đẹp của loài hoa đặc trưng này. Đặc biệt, năm nay, Điện Biên đăng cai năm du lịch quốc gia và cũng là kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Bởi vậy, đây sẽ là điểm nhấn quan trọng trong thu hút khách du lịch đến với Điện Biên. Nhằm tìm kiếm liệu pháp điều trị tốt hơn cho người mắc bệnh Parkinson, các nhà khoa học Thụy Sĩ đang sử dụng robot để gây ảo giác ở những người mắc chứng bệnh này. Theo đó, nhóm nghiên cứu đã sử dụng một ngón tay robot chọc vào lưng người bệnh, nhưng không đồng bộ với chuyển động của bản thân họ. Với công nghệ này, người khỏe mạnh bình thường cũng có ảo giác giống người mắc bệnh Parkinson. Nghiên cứu cũng khẳng định phát hiện này có thể giúp xác định và giám sát những bệnh nhân có nguy cơ suy giảm nhận thức, đồng thời giúp ngăn ngừa bệnh Parkinson khởi phát sớm. Speedo, nhà phân phối đồ bơi và các phụ kiện liên quan đến bơi lội có trụ sở tại Nottingham, Anh, đã thiết kế đồ bơi thông minh có thể giúp người bơi di chuyển nhanh hơn. Đây là trang phục thi đấu kỹ thuật cao, hứa hẹn tạo đột phá tại Olympic Paris 2024. Kinh ngư Gregor Smith, vận động viên bơi cửa người Mỹ từng vô địch thế giới, đang có buổi tập luyện tại khuôn viên Đại học bang Arizona. Cô cho biết cảm thấy rất tự tin khi mặc Fastkin LJR, bộ đồ bơi được mệnh danh là nhanh nhất thế giới. Công ty Speedo cho biết sản phẩm Fastkin LJR là loại chống thấm nước tốt nhất từ trước đến nay, giúp giảm lực cản của nước và có thể giúp người bơi di chuyển nhanh hơn. Quý vị thân mến, những ngày này, nông dân xã Phước Bình, thị xã Trảng Bàng đang hối hả cho vụ thu hoạch thuốc lá vàng. Người dân nơi đây phấn khởi vì năm nay thời tiết thuận lợi, thuốc lá được mùa. Sau vụ lúa, hộ ông Hà Anh Tuấn chuyển sang trồng thuốc lá vàng với diện tích gần 1 hecta, xuống giống từ giữa tháng 10 âm lịch. Giai đoạn này, ông đang thu hoạch lứa lá trưởng thành của đợt 2. Trồng diện tích là được ở 90 cào. 90 cào, thời tiết năm nay là nó không mưa, thời tiết cũng thuận lợi, cũng đạt năng suất cao. 1 hecta khoảng cỡ được 4 tấn rưỡi. Cảm thấy là cũng tốt, cái năng suất này cũng đạt hiệu quả. Ông Tuấn cho biết, đến thời điểm hiện tại, ông đã thu hoạch thuốc lá vàng được 2 đợt, còn 5 đợt thu hoạch nữa thì ông kết thúc vụ. Cũng trên xã Phước Bình, hộ ông Lê Minh Chương vô cùng phấn khởi với vụ thuốc lá vàng năm nay. Trước đó, ông vay ngân hàng chính sách 50 triệu đồng để phát triển sản xuất. Ông cho biết, với năng suất năm nay, sau vụ thuốc lá đông xuân này, ông có thể trả hết số tiền vay. Thì làm được hecta, năng suất năm nay nhờ thuận mùa, không có mưa gió. Rồi năm nay năng suất cũng đạt hơn mùa năm. Thì bình quân thì tôi làm thì năm ngoái chắc 4 tấn rưỡi, năm nay trúng vài chắc lên chắc ở được 5 tấn. Trước đó tôi cũng có vay ngân hàng chính sách 50 triệu, mà số đợt này chắc được lời vậy, tôi cũng cố gắng giải quyết cho ngân hàng chính sách. Vụ đông xuân 2023-2024, toàn xã Phước Bình trồng khoảng 164 hectare thuốc lá vàng. Thời tiết thuận lợi, thuốc lá được mùa, chất lượng lá thuốc cũng đạt cao hơn năm trước. Năm nay, thuốc lá vàng cũng được phân làm hai loại, loại 1 và loại 4. Thì bà con làm thì mình cũng hỗ trợ về phần bên đầu tư, bên công ty thì nó đầu tư cho mình cái phân bón. Mình đầu tư lại cho dân là phân bón. Thì năm nay là thuốc nó chất lượng hơn các năm. Thì cái giá cũ nó bắt đầu thì loại 1 là 46, còn cái loại 4 là 32 đó. Và năm nay thì chưa biết, vì cũng chưa có giao. Với đặc thù thổ nhưỡng phù hợp với cây thuốc lá vàng, nhiều năm qua, thuốc lá vàng ở xã Phước Bình luôn cho năng suất tốt, mang lại hiệu quả kinh tế cao cho nông dân. Hội nông dân xã Phước Bình cho biết, sau khi trừ các chi phí, nông dân có thu nhập từ cây thuốc lá vàng dao động khoảng 60 đến 80 triệu đồng một hộ một năm. Có thể nói cây thuốc lá vàng là cây trồng chủ lực phát triển kinh tế cho bà con nơi đây.
Liên tục là những chương trình hay nổi bật sẽ có trên các kênh sóng của TTV11 và các hạ tầng OTT của Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh. Mời quý vị cùng chúng tôi điểm qua. Với sự kết hợp giữa đậu hũ chiên giòn và vị nóng ấm tự nhiên của củ gừng tươi, Chef Việt Tinh Hoa sẽ giới thiệu đến quý vị món đậu hũ kho gừng đậm đà hương vị. Để món ăn thêm hấp dẫn và giàu giá trị dinh dưỡng, chúng ta có thể kết hợp cùng một số loại nấm. Trong đó, thường dùng nhất vẫn là nấm rơm, nấm đùi gà. Quý vị hãy nêm nếm món đậu hũ kho gừng tùy theo khẩu vị của gia đình. Đừng quên ăn cùng một chén cơm trắng nóng hổi và một số món ăn khác để có một mâm cơm thêm đủ đầy. Mời quý vị đón xem Chai Vị Tinh Hoa phát sóng lúc 6 giờ 50 phút thứ Năm ngày 14 tháng 3 năm 2024 trên kênh truyền hình TTV11, YouTube truyền hình Tây Ninh Giải trí, website tayninhtv.vn, ứng dụng điện thoại Tây Ninh TV của Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh. Những năm qua, Hội Phụ nữ tại trại giam Công an tỉnh Tây Ninh không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn tại đơn vị, mà còn xây dựng nhiều chương trình hoạt động ý nghĩa thiết thực. Mặc dù được phân công công tác ở nhiều lĩnh vực khác nhau như quản lý phạm nhân, tham mưu hậu cần, quản giáo, nhưng toàn thể cán bộ hội viên của hội luôn sắp xếp thời gian hợp lý, khoa học, vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Nội dung này cùng với những điểm tin về an ninh trật tự sẽ được giới thiệu trong chương trình An ninh Tây Ninh phát sóng vào lúc 20 giờ 5 phút thứ Năm ngày 14 tháng 3 năm 2024 trên kênh TTV11. Kính mời quý khán giả đón xem. Quý khán giả thân mến, sau đây chúng ta sẽ cùng đến với các chương trình giải trí sẽ được phát trên TTV11 trong ngày hôm nay. Sau này người của con không còn là bảo tiêu của Liên minh xưởng sợi thuê nữa. Hứa tiên sinh, nếu con làm sai chuyện gì, bác có thể nói, đâu cần phải quá khích như vậy. Phương Chí Huy sẽ ra sao khi võ quán chấm dứt hợp tác với xưởng sợi? Trần Chân, chúng ta đi. Những tiếng kêu ríu rít phát ra từ những cành cây, nơi mà các anh bạn chim vẫn hót mỗi sáng, làm cho chúng mình thấy thật dễ chịu, có đúng không nào? Những ca sĩ của bầu trời. Chim lại hót thế nhỉ? Câu hỏi này có vẻ đơn giản, nhưng mà thật ra câu trả lời không hề đơn giản chút nào đâu. Nếu loài người chúng mình sử dụng... Sếp Phùng, hiện giờ tôi ở sở cảnh sát của nước bạn. Buổi tối hôm qua, Long Tuấn trợ lý của Thôi Thiên Tinh định đưa hắn ta đem đi trốn. Đã bị cảnh sát bên đây tập kích, đồng thời đã bắn chết hai tên đàn em của Thôi Thiên Tinh. Thôi Thiên Tinh và cuộc tháo chạy ra nước ngoài. Mời quý khán giả đón xem tập 50 của bộ phim Truy Hồi Công Lý, được phát sóng vào lúc 20 giờ 35 phút hôm nay. Các bạn đừng quên nhắn tin trả lời câu hỏi trong chương trình, đồng hành cùng Phim Giờ Vàng sau mỗi tập phim. Tôi tên là Nguyễn Đức Truyền, quê thì ở Quảng Ninh. Dạ. À, vâng. À, xin chào anh Quỳnh Linh, xin chào chị Hồ Bích Trâm, xin chào toàn thể quý vị đang theo dõi chương trình. À, tôi là Phạm Hoàng Nam. Bố Nguyễn Đức Truyền, con rể Phạm Hoàng Nam. Ngay từ ngày đầu, bố vợ đã có cảm tình với con rể, vì là con của Đồng Binh Nghiệp. Mời quý vị và các bạn đón xem tập 112 của chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu được phát vào lúc 21 giờ 35 phút hôm nay. Cái thứ hai thì rất cảm động. Ngay phút đầu thì ông bố nào nói chuyện, tôi nói là tôi ngồi với ông một lúc, tôi thấy là tôi mong hợp nhau đấy. Tụi bay thổi đế quá, mới gặp thử thách có chút xíu thôi mà quýnh quán lên. Có gì đâu mà sợ, bình thường đi. Mai thứ bảy mà vô cơ quan làm việc đâu. Uống rượu bia đối với nhiều người là việc không thể thiếu trong các buổi giao tiếp, nhưng nó có thể trở thành vấn nạn nếu tham gia giao thông khi đã uống rượu bia. Mời quý thính giả cùng tìm hiểu giải pháp cho vấn đề này qua câu chuyện Đã uống rượu bia thì không lái xe trong chương trình kịch truyền thanh được phát vào lúc 9 giờ 15 phút hôm nay trên sóng FM tần số 103.1 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh. Ai nấy đều say bét nhè nên quyết định ngừng cuộc vui và gọi bà chủ ra tính tiền. Kèo này để tôi trả cho anh em nha. Tình anh em có kiếp này không có kiếp sau. Kính thưa quý vị, đại diện của Quỹ Đỏ cho biết Manchester United đã sẵn sàng để Mason Greenwood ra đi trong kỳ chuyển nhượng mùa hè năm nay. Phong độ ấn tượng của Greenwood tại Tây Ban Nha đã thu hút sự quan tâm của nhiều câu lạc bộ lớn, mà Man United đã đưa ra mức định giá 50 triệu euro cho ngôi sao người Anh. Quỹ Đỏ đã cân nhắc ý tưởng đưa Greenwood trở lại đội 1, nhưng vấp phải rất nhiều phản ứng dữ dội và buộc phải từ bỏ ý định của mình.
Kể từ khi đến La Liga, Greenwood ra sân tổng cộng 26 trận và đóng góp vào 13 bàn thắng. Mặc dù thích chơi ở cánh phải, nhưng anh đã làm tốt không kém ở cánh trái cũng như vị trí trung phong. Về phần Man United, họ đã cử đại diện tới Getafe để sắp xếp tương lai của cầu thủ 22 tuổi. Quỷ đỏ sẽ tìm cách bán bớt khá nhiều ngôi sao trước khi ký hợp đồng với những cầu thủ mới và Greenwood là một trong những cái tên phải ra đi với mức phí 50 triệu euro. Mới đây, câu lạc bộ Giang Tô, đội bóng thuộc hàng đầu tại Trung Quốc, đã ngỏ ý muốn tham dự giải bóng chuyền nữ quốc tế cúp VTV Bình Điền 2024 tại Đắk Lắk. Mặc dù chưa diễn ra, thế nhưng giải bóng chuyền nữ quốc tế cúp VTV 9 Bình Điền 2024 đang trở nên nóng hơn bao giờ hết. Mới đây, ban tổ chức đã hé lộ danh sách các đội bóng sẽ tham dự tại mùa giải năm nay, trong đó có 5 đội bóng Việt Nam và 3 đội quốc tế. Trong số 3 đội quốc tế, 2 đội đã nhận lời mời xác nhận tham dự, đó là câu lạc bộ PFU Bluecast Nhật Bản và câu lạc bộ Tứ Xuyên Trung Quốc. Dự kiến ban tổ chức sẽ gửi lời mời tới một đội bóng đến từ Thái Lan. Tuy nhiên, một đội bóng danh tiếng của Trung Quốc, đó là câu lạc bộ Giang Tô, đã ngỏ ý muốn được tham dự giải bóng chuyền nữ quốc tế cúp VTV 9 Bình Điền năm nay. Được biết, đội bóng Trung Quốc còn thể hiện sự chịu chi, mong muốn tham dự giải đấu tại Việt Nam khi sẵn lòng bỏ tiền túi chi toàn bộ kinh phí vé máy bay. Điều này đã góp phần phản ánh được chất lượng chuyên môn và sự uy tín của giải đấu quốc tế này. Xin kính chào quý khán giả của chương trình Tây Ninh Ngày Mới. Thưa quý vị, theo Đài Khí tượng Thủy văn Tây Ninh cho biết, thời tiết ở khu vực Đông Nam Bộ và tỉnh Tây Ninh được dự báo. Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 23 đến 36 độ C. Mực nước cao nhất tại Gò Dầu, sông Vàm Cỏ Đông, từ 0,75 đến 0,80 mét. Thưa quý vị, trước tình hình thời tiết nắng nóng như hiện nay sẽ có thể gây tổn hại, làm giảm tuổi thọ lớp sơn cũng như nội thất của xe ô tô. Công Vinh xin được chia sẻ một vài cách sau đây để bảo vệ tốt cho xe của quý vị. Lưu đổ ô tô dưới 400, sử dụng tấm che nắng kính lái, làm sạch nội thất xe định kỳ, cân nhắc sử dụng các cửa sổ màu, kiểm tra áp suất lớp định kỳ, sử dụng phim bảo vệ sơn xe, thường xuyên kiểm tra nước làm mát, không để điện thoại, cồn sát khuẩn trên xe. Ngoài ra, quý vị cũng không nên để các thiết bị điện tử như điện thoại, sợi dự phòng hay các lon nước Coca, chai mỹ phẩm dạng xịt, bật lửa trên xe khi thời tiết nắng nóng. Dưới tác động của nhiệt độ cao có thể lên đến 60 độ C, những đồ vật này tiềm ẩn hiểm họa không lường. Và Công Vinh cũng hy vọng những chia sẻ vừa rồi sẽ hữu ích cho quý vị trong việc bảo vệ xe cân của mình khi thời tiết nắng nóng. Và những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Tây Ninh Ngày Mới sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.